Hiện tại mình đang đứng trước cửa tòa án thành phố Thủ Đức. Thì cái tòa án này là trước đây nó là tòa án quận 2, sau khi mà sáp nhập các kiểu nó thành tòa án thành phố Thủ Đức. Và hôm nay mình ghé đây không phải có phiên tòa, mình ghé chờ đến giờ làm việc, mình gặp thư ký để mình lấy cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Thì hôm trước mình có đến tòa này một lần, mình có quay, mình chia sẻ là mình làm một cái vụ tranh chấp đòi nợ thôi, giữa một người em gái với một người anh trai. Thì khách hàng của mình là người em gái. Trước đây cái nội dung sơ sơ của nó là trước đây vào năm 1991, cái người em gái đó có đi xuất khẩu lao động ở bên Đức, rồi có dư một khoản tiền mới gửi về cho mẹ ở Việt Nam giữ. Sau đó khi sắp về Việt Nam thì người con gái đó mới nhờ người mẹ, nhờ người anh trai chứ, mua giùm một căn nhà. Thì thông qua người mẹ là người mẹ đưa tiền cho người anh trai đó. Lúc khách hàng mà lấy chồng thì anh trai có vợ, anh trai có vợ thì không có nhà, cho nên khách hàng của mình cho ở trong tiếp tục căn nhà đó. Nhưng mà bởi vì là cái người anh trai đó là mua giùm, đứng tên giùm, cho nên là rồi anh bán cái căn nhà đó đi, xong anh mua một căn nhà khác, người khách hàng mình cũng biết. Nhưng mà giống như anh em là chưa có đòi nợ đó, sau nhiều lần, mấy chục năm đó, cái người anh trai đó mua đi bán lại nhiều căn nhà. Và cuối cùng đến năm 2020, hai bên mới, cái khách hàng của mình mới đòi nợ. Và tại vì nhân cái dịp mà ba của những người đó bị mất rồi mới gặp nhau rồi xác nhận lại nợ, là trong cái biên bản xác nhận nợ đó, cái người anh trai đó thừa nhận khách hàng nợ khách hàng của mình là 30 lượng vàng đó các bạn. Tính toán giá trị số tiền ngày xưa đưa rồi nó xin lời các kiểu đó, nó ra 30 lượng vàng. Sau khi hết thời hạn trả nợ là 2 năm thì cái người anh trai đó không có trả nợ. Và khách hàng của mình đã nhờ bên luật sư bên mình khởi kiện một cái vụ án đòi cái số tiền đó. Khởi kiện đòi cái số vàng là 30 lượng. Và cái giá vàng tại cái ngày mà tòa xét xử đó là 80 mấy triệu. Thì cái tương đương cái số tiền là khoảng 2 tỷ mốt. Nhưng mà bên mình cũng tác động cho khách hàng là thương lượng, rồi bên bị đơn họ cũng muốn thương lượng, cho nên là cuối cùng chốt cái giá thương lượng là 1 tỷ mốt. Khách hàng của mình đồng ý lấy 1 tỷ mốt luôn các bạn, giống như là cắt bớt những cái khoản xin lời, cái kiểu lấy được tương đương hơn giá vốn chút xíu thôi là ok rồi. Cho nên là khách hàng của mình cũng muốn thương lượng cho nó xong, bởi vì nếu mà không thương lượng được mà tòa xử thì khách hàng mình sẽ thắng thôi, tại vì chứng cứ xác nhận nợ quá rõ ràng. Nhưng mà lên phúc thẩm thì tốn thêm thời gian công sức, rồi tốn tiền cho luật sư nữa, rồi đi xét lại thì nó cũng ok. Cho nên khách hàng mình đồng ý thương lượng với giá 1 tỷ mốt tại phiên tòa luôn. Và ngày hôm đó thì tòa đã công nhận sự thỏa thuận các đương sự. Với lại 1 tỷ mốt đó cũng không phải là trả lần đâu các bạn, 1 tỷ mốt trả làm 3 lần. Và hôm nay là có quyết định nè, tòa ban hành quyết định rồi đó. Cho nên mình ghé mình lấy cho khách hàng. Trong cái vụ này mình không có đứng ở cái vị trí luật sư, một đồng nghiệp khác của mình đứng ở cái vị trí luật sư, còn mình là đại diện theo ủy quyền của khách hàng của mình. Bởi vì khách hàng của mình ở xa lắm, cô ở dưới Long An lên đây thì nó không có tiện trong quá trình là giải quyết vụ án đó. Hôm nay nhận quyết định xong thì nó cũng chưa tới cái hạn thanh toán của người anh đó phải trả tiền khách hàng của mình đâu. Mình nhận quyết định, mình đi nhận lại cái tiền tạm ứng án phí. Lúc mà các bạn đi khởi kiện, các bạn ví dụ khách hàng của mình lúc đó đòi 2 tỷ mấy đó, là khách hàng đóng cái tiền tạm ứng án phí là hình như 37, 38 triệu gì đó, đừng cái không nhớ. Rồi sau khi tòa xử xong thì khách hàng của mình chỉ đóng cái số tiền án phí là có 20 mấy triệu thôi, nó còn chênh lệch 12 triệu mấy trăm ngàn đó. Cái phần đó sẽ được nhận lại, và mình là người đại diện theo ủy quyền khách hàng thì mình sẽ nhận cái quyết định của tòa đó, rồi mình sẽ đến cơ quan thi hành án. Ngày trước mình đóng tiền thi hành án là ở sau lưng mình nè các bạn, đằng kia nó có chi cục thi hành án. Nhưng mà bây giờ sáp nhập các kiểu là cái chi cục thi hành án đó nó không còn hoạt động nữa. Cái bữa mình đóng tiền là còn đóng tiền ở đó, nhưng bây giờ họ nói là đóng tiền hoặc là nhận lại tiền tạm ứng đều phải đi xuống ở dưới cái chi cục thi hành án, mà ngày xưa đó là chi cục thi hành án của quận Thủ Đức đó. Không biết người khác sao, nhưng mà trong vị trí luật sư hoặc là người đi kiện mà thành phố Thủ Đức thì mình thấy là lên thành phố không có tác dụng gì thêm cho người dân. Nếu mà đi kiện các bạn mệt thêm. Các bạn đi kiện là vô tòa nộp đơn kiện nè, tòa sẽ ra một cái thông báo đóng tiền tạm ứng án phí. Ngày trước chạy qua chỗ này đóng tiền thì nhanh, bây giờ các bạn phải chạy ra ngã tư Thủ Đức đóng tiền xong đem cái biên lai đó lại nộp cho tòa. Và tòa xử xong ở đây các bạn phải xách cái quyết định nó chạy xuống gần ngã tư Thủ Đức để nhận lấy cái tiền tạm ứng án phí. Nó rất là xa, nó rất là mất công luôn á. Cho nên là lên thành phố rồi người dân trải nghiệm của mình thấy đủ ok gì đâu mà lên phố không chi không biết nữa. Thành phố biển Thủ Đức trời mưa vẫn ngập ngập tràn nha các bạn. Thì tới giờ rồi mình sẽ đi vô lấy quyết định, rồi một chút mình sẽ quay tiếp, là tại vì hôm nay mình đi hai tòa. Một chút mình sẽ ghé tòa huyện Nhà Bè, có một vụ án lao động ở đó, mình xuống chụp hồ sơ thôi. Có gì hay tiếp mình sẽ quay các bạn xem ha. Đi một hồi hồi nãy từ bên tòa Thủ Đức mình đã chạy tới, sau lưng mình là tòa án nhân huyện Nhà Bè đó.
Tòa huyện Nhà Bè sau lưng nè. Ở trong đây thì hiện tại mình đang làm có 3 dự án lao động. Tuy là mình có 3 dự án lao động nhưng mà chỉ có một nguyên đơn thôi, là cái người lao động nó có một cái công ty ở Nhà Bè nè. Đứng đây xe hơi nhiều, xe tải hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Thì trong cái vụ đó, cái người lao động nó khởi kiện 3 dự án khác nhau, nhưng mà chỉ do một cái thẩm phán giải quyết thôi. Hiện tại là thẩm phán đang chuẩn bị nhập 3 dự án đó lại thành một dự án, và mình đang bảo vệ cho cái phía là người sử dụng lao động, là công ty đó. Theo cái trải nghiệm và cái quá trình quan sát của mình trong cái dự án này nha, là ngày trước cái người lao động này có một cái số vi phạm ở trong công ty, rồi có nhờ công ty mình tư vấn cái việc là xử lý kỷ luật lao động cái người lao động đó. Thì sau đó cũng đã xử lý kỷ luật lao động rồi và cho nghỉ rồi, cho nghỉ từ đầu năm 2021, trước khi mà cái đợt dịch bùng phát, chúng ta ở nhà mấy tháng trời đó. Thì sau đó qua cái đợt dịch đó thì ổng đi khởi kiện, và hiện tại trong cái tòa này có 3 vụ án trong đó. Mình trong vụ này mình làm với tư cách là đại diện theo ủy quyền cho bị đơn, đại diện cho công ty đó. Còn một chị luật sư trong công ty mình nữa là chỉ là tư cách luật sư. Tại vì hôm trước mình mới chụp có 2 vụ tranh chấp thôi, nghe thẩm phán báo lại là ổng mới kiện một vụ án nữa và thẩm phán đang giải quyết. Cho nên mình đến mình chụp thêm một vụ nữa để về xem tổng hợp 3 cái hồ sơ để coi là ổng kiện cái gì, và mình có hướng tư vấn cho công ty cái hướng giải quyết. Tại vì lương của cái người này giữ một cái chức vụ quản lý trong công ty cho nên nó cũng cao, và sau một thời gian thì cái mức lương ổng đòi trong 3 vụ luôn, cái mức bồi thường gần 3 tỷ rồi. Và ổng muốn thương lượng cho nên là mình hôm nay mình chụp hồ sơ hết 3 vụ về, mình đọc rồi mình tư vấn cho công ty biết à, công ty có những cái điểm lợi như thế nào, điểm bất lợi như thế nào trong cái hồ sơ này, để mà tư vấn với công ty là có nên thương lượng hay không. Còn nếu như mà mình thấy là mình không có bất lợi gì cả, không cần thiết phải thương lượng cái mức mà quá cao giống như là nguyên đơn đòi, thì mình đòi cái mức thấp xuống để kết thúc vụ kiện sớm. Mình kể sơ sơ các bạn như vậy là xong cái quá trình hồi sáng. Giờ mình đi từ tòa Thủ Đức sang tòa Nhà Bè. Thôi bây giờ mình đi về ha. Mai mốt cái vụ lao động ở cái tòa Nhà Bè này nó có diễn biến gì mới hay hơn thì mình sẽ quay lại video chia sẻ các. Xong hồi lòng vòng từ sáng giờ mình đã quay trở về công ty các bạn. Bữa nay về tới công ty mình có được một món quà rất dễ thương từ đứa bạn học chung đại học của mình nè. Tặng. Không biết là gửi quà xong mai mốt có mắc nợ gì không đi. Hy vọng là cho ăn xong no để mập tay rồi chứ không có làm gì khác nha. Thôi được tặng thì cứ ăn đi. Ngoài ra về hôm nay mình có thêm một cái bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ này là của một bạn cũng xem kênh của mình luôn đó, ở dưới Đồng Tháp. Bạn có đang có một cái vụ việc ở ngoài tòa án, thì bạn nhờ mình xem rồi có cơ sở để nhận giúp cho bạn trong vụ này hay không. Thì mình nói cái bạn đó photo hồ sơ gửi lên cho mình đọc trước, không có cần phải đi xa từ Đồng Tháp lên đây gặp mình lần đầu tiên gì đâu mất công. Thường mấy bạn ở xa xa mình sẽ nói là có gì photo hồ sơ gửi cho mình, mình đọc xong rồi mình thấy có cơ sở nhận trong làm trong vụ đó thì mình mới hẹn gặp, hoặc là báo giá ok rồi mới cần gặp mình. Chứ không cần lên gặp mình trước hết, chi nó xa, tốn tiền, tốn công lên, tốn tiền xe, công sức lên, rồi nhiều khi cái vụ đó mình không có nhận nữa thì cũng tội. Và sau lưng đây là công ty luật Tâm Quang hân hạnh tài trợ những cái background cho những một số video của luật sư Đàm. Chiều nay mình đang xuất hiện ở chung cư sau lưng này là gì? Chung cư Sơn Kỳ 2 ở bên Tân Phú nha. Chiều nay mình làm về sớm nên mình ghé qua đây mình chơi, mình thăm một đứa em ngày trước học chung lớp luật sư với mình. Hôm nay nó ở trong đó, nay nó có con rồi. Chiều nay hẹn ra đây gặp hai mẹ con. Năm ngoái mình có làm một video phỏng vấn nó rồi. Cái video nó nói về học ở đại học mở thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây mình chờ nó xuống. Và công ty đây, logo của công ty được Tâm Quang nha. Giờ mình sẽ quay các bạn coi lại sau lưng của cái áo này nó làm sao. Đây. Chưa. Để quay lên chút xíu là thấy là áo công ty được Tâm Quang nha. Đó là sau lưng của áo công ty luật Tâm Quang đó. Sau này đi ra đường mà gặp công ty luật Tâm Quang là biết nơi luật sư Đàm làm nha các bạn. Chờ những em nãy giờ chưa xuống máy bay. Đợt trước năm ngoái đến đây dịch đang bùng phát nhiều đó, cho nên là máy bay ít, dạo này bình thường trở lại máy bay nó cất cánh lên nhiều. Cái phía sau đây nè là sân bay Tân Sơn Nhất đó, còn cái phía này là chỗ máy bay nó cất cánh lên, hay bay qua đây nó hơi ồn. Trời lâu quá mới gặp. Đây, anh xe tới rồi nè. Ủa anh đi một cà phê chồng em đó. Đi. Bữa nay giờ này mà ngoài cái công viên thấy mát rồi đó. Giờ này công viên nữa. Được tóc hả?
đâu có đổi máy qua bên phía bên khác rồi, trời chỉ có Sề mới nhận ra thôi. Đây bữa nay qua nhà Sề có gốc gốc làm YouTube nữa bạn ơi. Để bữa sau mình kêu Sề làm YouTube đi nè, YouTube về cuộc sống của Sề về bé sữa. Bắt đầu xe đạp ở gần đây là đi qua thuê chỗ này quay video được á. Đây là giống như là một góc studio thu nhỏ. Nè, làm video thử đi. Ví dụ như là ví dụ lúc nào mà topic mà sang chảnh thì ví dụ mình sẽ ngồi như này. Thì gần gũi nè. Các bạn. Còn cái topic mà nó hơi phèn chút là xuống dưới đất. Làm lố mẹ, làm lố. Ông mình nè, xe nó bị rơi nữa. Sau khi xà quần trên nhà thì đoàn quân chuẩn bị di chuyển xuống công viên đi sữa ơi. Đi thôi. Đây là hành trang của em bé sữa buổi chiều hôm nay. Một bịch bim bim, một bịch sữa và một bịch nước. Thật ra là bim bim với nước là mẹ uống. Video năm ngoái là bé sữa là... Ủa năm ngoái nó chưa có đi làm đúng không? Ờ, năm ngoái nó chưa biết đi, năm ngoái hoàn thành qua là 8 tháng. Năm ngoái là luật sư Đàm còn đẩy xe đó, năm nay là bé sữa là đi rất mạnh mẽ rồi nha. Đen thành cẩm đó chưa? Rồi. Đi thăm lại cái cây mà mình đã nướng đồ ăn đang tường. Nó cái mấy bữa mà thằng Duy á, anh thằng Duy á, bây giờ nó cũng hai con rồi đó. Nam hai con rồi đó. Ủa thằng Duy kia cũng hai con luôn hả? Ừ, Duy kia vợ mới đẻ mới được còn mấy tháng. Tự nhiên đi đường này ta không hiểu. Mẹ bị quất đầu rồi tự nhiên đi đường này. Đây. Đá đi. Sợ bạn lấy bóng hả? Đá cho cầu thành nè. Đá đi. Đá qua đây. Sữa ơi, em đá qua đây này. Từ đổ sữa rồi. Đây là cái góc quen thuộc. Đợt trước cũng ngồi cái xích đu này đó, phỏng vấn nè, bữa nay lại quay lại xích đu thân yêu, thân quen. Đợt trước là phỏng vấn về chủ đề đổi ngành đúng không? Đây, luật sư Đàm đang tiếp tục ngồi tâm sự với em Sề và bé sữa. Bé sữa vẫn bé nhỏ giống như năm rồi nha. Mẹ vừa mới tới không con đầu tiên. Trời ơi, nuôi cái gì mà không thấy to lên miếng nào. Mẹ sao? Thấy mẹ ngồi ăn hết đồ con không ăn gì chưa? Mẹ ăn không, bởi vì là con ốm luôn. Bởi các em thanh nam thanh nữ tú, các em hay nghe chị nói đây. Khi mà các em có con á thì đừng có quan tâm quá gì tới cân nặng của nó. Đầu tiên các em sẽ nghĩ trời ơi sao con mình ốm vậy? Trời ơi, đi với cô bé này mấy tháng rồi cũng nói mập hơn con mình. Thấy là cao hơn con mình. Nhưng mà khi nào các em bị được cái trình độ level giống như chị, kệ em. Rồi bữa nay là chị Sề dạy hư các bé rồi. Sao mà lúc mà anh đã đi đèn xong nó kẹp bíp. Không biết giờ nói mẹ em nào. Chết rớt rồi.